Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, làm sạch đại tràng không chỉ giúp bảo vệ riêng bộ phận này mà còn giúp cải thiện sức khỏe. Sau đây là những cách giúp giải độc cho ruột già của bạn. Thông tin cụ thể được tham khảo trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam vov.vn. 1. Thêm vitamin C vào chế độ ăn uống. Một nghiên cứu năm 2015 cho biết, vitamin C có trong nhiều loại trái cây và rau quả có thể giúp làm sạch ruột kết. Uống sinh tố cải xoăn, bông cải xanh, dâu tây và chanh sẽ giúp làm sạch đại tràng và sức khỏe tổng thể của bạn. 2. Sử dụng men vi sinh, vi khuẩn có lợi để bảo vệ ruột kết. Nghiên cứu cho thấy, chế phẩm sinh học có thể giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư ruột kết. Những vi khuẩn có lợi này có tác dụng ngăn chặn viêm và cải thiện sự thống nhất của nhu động ruột. Hàm lượng men vi sinh cao có trong thực phẩm lên men như sữa chua Hy Lạp, giấm táo, kim chi, miso, kombucha và một số loại phô mai. 3. Thêm nhiều tinh bột kháng vào chế độ ăn uống. Tinh bột kháng được tìm thấy trong khoai tây, gạo, các loại đậu, chuối xanh và ngũ cốc, với tác dụng giúp thúc đẩy đại tràng khỏe mạnh bằng cách tăng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, theo một nghiên cứu năm 2013, tinh bột kháng làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. 4. Uống nhiều nước hơn để điều hòa hệ tiêu hóa. Uống ít nước là một nguyên nhân phổ biến gây táo bón. Vì vậy, uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày có thể ngăn chặn điều này. Một cách khác để giúp đáp ứng nhu cầu nước của bạn là ăn các loại trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao như dưa chuột, bí xanh, cần tây, cà chua, dưa và dâu tây. 5. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thực phẩm giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, các bữa ăn nhiều chất xơ làm tăng lợi khuẩn trong ruột, giúp giảm viêm ruột và cải thiện các rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn và viêm loét đại tràng. Một số thực phẩm giàu chất xơ có thể làm cho ruột kết của bạn khỏe mạnh là quả mâm xôi, đậu xanh, bông cải xanh, đậu lăng, đậu và ngũ cốc. 6. Sử dụng trà thảo dược. Trà thảo dược được cho là có lợi cho việc làm sạch ruột của bạn. Theo một cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu Australia, trà thảo dược giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Các loại thảo dược nhuận tràng như Psyllium, lô hội và rễ Marshmallows có thể giúp trị táo bón. Tuy nhiên, bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các loại thảo mộc này vì đôi khi chúng có thể gây hại. 7. Làm sạch ruột bằng nước muối. Một nghiên cứu năm 2010 đã chứng minh rằng nước muối làm sạch ruột kết khi kết hợp với một số tư thế yoga. Hãy pha 2 muỗng cà phê muối biển với 1 cốc nước ấm và uống trước khi ăn sáng để cảm nhận sự khác biệt. 8. Những lưu ý về bệnh viêm đại tràng. Người bệnh viêm đại tràng thường ăn xong có cảm giác đau bụng âm ỉ, có thể quặn từng cơn, đau dọc theo khung đại tràng, kèm cảm giác trướng bụng đầy hơi, ăn kém, không ngon miệng. Người bệnh có thể đi ngoài nhiều lần, cảm giác mót dặn, phân lỏng, có thể lẫn nhảy máu mũi, hoặc cũng có thể bị táo bón, phân rắn, nhiều ngày không đi ngoài. Cũng có những bệnh nhân mắc cả hai nhóm triệu chứng đi lỏng và táo bón. Dù trong nhóm triệu chứng nào thì các bệnh lý đại tràng cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người bệnh. Các chuyên gia tiêu hóa khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý sử dụng tất cả các loại thuốc, kể cả kháng sinh và thuốc điều trị bệnh, vì nếu uống thuốc kháng sinh trong thời gian dài, tình trạng bệnh sẽ nặng hơn, bởi lúc đó kháng sinh sẽ tiêu diệt vi khuẩn có lợi trong đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa triền miên. Chính vì vậy, khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh, bệnh nhân nên đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt để được bác sĩ tư vấn điều trị kịp thời. Vì sao viêm đại tràng dễ biến chứng ung thư? Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học, đối với bệnh nhân mắc viêm đại tràng mãn tính, nếu không chữa dứt điểm sẽ khiến bệnh kéo dài trong nhiều năm thì nguy cơ dẫn đến ung thư đại tràng là 20%, bởi khi niêm mạc đại tràng bị viêm loét kéo dài hoặc tình trạng viêm loét tái phát liên tục, các tế bào biểu mô niêm mạc sẽ có nguy cơ bị loạn sản và chuyển thành ác tính. Nếu bệnh nhân đi ngoài ra máu kéo dài từ 5 tới 6 tháng vẫn tự ý uống thuốc, cứ cầm rồi lại bị theo chu kỳ, rất có thể đã bị ung thư đại tràng. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cách trị đau vai gáy bằng phương pháp xoa bóp, xay ấn huyệt dễ áp dụng.
Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.